Xin chào tất cả các khách hàng của DK Eyebrow and Beauty. Ngày hôm nay thì như mọi người có thể quan sát ở trên màn hình ống kính đây thì chuyên gia của chúng tôi thì đang vừa mới thực hiện xong một ca laser môi cho một chị khách hàng. Vâng chị ơi, chị cho em hỏi thăm chút xíu là môi của chị đã từng làm được bao nhiêu lâu rồi ạ? Làm được hơn một năm rồi. Hơn một năm ạ. Vâng, theo như em thấy thì đây mình đã có cái hình ảnh lúc trước khi laser rồi. Thì cái lý do vì sao mà chị lại muốn hút cái đôi môi này của mình đi hả chị? Môi của mình làm nó hơi bị tràn viền ấy. Vâng ạ. Vâng, ngoài ra thì em còn thấy mới được hơn một năm thôi nhưng cái màu môi của mình nó đã bị xỉn đi rất là nhiều rồi. Và thậm chí là trên cái bề mặt môi thì cái mực này nó đang rất là bết. Vâng, vậy chị Giang ơi, cho em hỏi thăm thì không biết là cái lý do mà vì sao mà cái mực nó lại bết như này hả chị? Và lý do vì sao lại bị xỉn như này hả chị Giang? Lý do mực bết là bởi vì cái kỹ thuật đi của cái người chuyên gia cũ nó chưa được tốt cho nên là đi nó không đều tay, thì mực nó sẽ bị bết. Còn mực nó xỉn nhanh như này là vì trong cái thành phần của mực ấy nó có chứa tạp chất. Thành ra là nó đã một thời gian rất là ngắn thôi thì nó đã bị xỉn màu rồi. Vâng, như chúng ta vừa nghe những cái chia sẻ chuyên gia của chúng tôi phân tích về cái tình trạng môi của chị khách hàng rồi đấy ạ. Và bây giờ thì em xin mời chuyên gia, bây giờ mình sẽ thực hiện là hút laser mày nữa đúng không chị? Vâng, và bây giờ xin mời chuyên gia thực hiện ạ. Chị ơi, không biết là trong cái quá trình mà laser môi thì chị thấy thế nào ạ? Mình cảm thấy nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Nó không bị đau lắm đâu. Nó có khác nhiều so với những gì chị đã suy nghĩ không ạ? Mình đã lo lắng không ạ? Nó cũng khác đấy. Mình cũng sợ đau ấy. Thế ạ. Vâng. Như mọi người có thể thấy thì cái quá trình laser diễn ra tại DK thì sẽ rất là nhanh. Và trước khi thực hiện laser thì các khách hàng của chúng tôi thì đều được ủ tê trong vòng 30 phút. Cho nên là suốt cái quá trình mà thực hiện laser thì chúng ta sẽ chỉ cảm thấy hơi châm chích một chút xíu thôi, như kiến cắn thôi. Ngoài ra thì quan trọng là với công nghệ siêu laser Picomark ở tại DK, đây là một công nghệ hàng đầu thế giới bây giờ rồi. Cho nên là các chị em hãy hoàn toàn yên tâm vì trong quá trình laser thì chúng ta không hề bị tổn thương hay là bị bong chóc, thậm chí là không hề bị rụng một sợi lông mày nào đấy chị em nhé. Đó, và nó sẽ rất là nhẹ nhàng thôi và nó sẽ khác xa so với những cái gì mà chúng ta vẫn hay lo lắng về laser. Vì với những cái công nghệ laser cũ ấy, thì hầu như là chúng ta sẽ bị tổn thương da này, thậm chí là bị bong chóc chảy máu và còn bị trụi hết lông mày nữa. Nhưng mà với công nghệ laser Picomark ở tại DK thì sau khi mà laser xong ấy, nó sẽ kích thích cái năng lông của chúng ta để có thể mọc lông mày rậm hơn đó. Còn như mọi người có thể thấy quá trình diễn ra rất là nhanh và chị khách của chúng tôi thì bây giờ rất là nhẹ nhàng. Chị ấy thì không biết là sau khi mà laser như thế này thì có phải kiêng khem gì không hả chị Giang? Mình sẽ không phải kiêng khem cái gì hết. Có thể vệ sinh cá nhân bình thường này, thậm chí có thể kẻ vẽ make up luôn ngay sau khi hút khoảng 30 phút. À vâng, đó, tức là sau 15 phút laser là chúng ta đã có thể make up kẻ vẽ vô tư rồi. Đó, và bây giờ thì chuyên gia của chúng tôi đã thực hiện xong quá trình laser. Và đặc biệt thì hiện tại thì DK đang áp dụng chương trình giảm 40% cho tất cả các dịch vụ laser về mày, môi, mí và nhũ hoa mọi người nhé. Và các chị em hãy nhanh tay đăng ký ngay ngày hôm nay để có thể sửa những cái cặp lông mày hay là những đôi môi thâm xỉn của chúng ta. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào cả nhà.